Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi, trả lời ngay, cha mẹ bảo, chớ làm biến. Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thân, tối phải viên. Đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Nhật ký sửa đổi lỗi lầm. Để con đừng có buồn, mỗi người trong chúng ta đều từng phạm lỗi, biết sai mà sửa mới là điều thiện lớn nhất. Con biết rồi thưa ngoại. Đệ, xảy ra chuyện gì? Em không cẩn thận làm bể bình hoa ở nhà trẻ, giáo viên phê bình em. Đừng buồn nữa, sau này cẩn thận một chút, sửa đổi lỗi lầm là được rồi. Tí Sủng ca, em muốn biết em còn những lỗi lầm nào mà bản thân không biết, anh có thể giúp em không? Được thôi, để anh thử xem. Đây là gương sửa sai. Trong gương này có thể nhìn thấy được tất cả lỗi lầm chúng ta phạm phải trong một ngày. Không ngờ một ngày em lại phạm nhiều lỗi như vậy. Đệ, biết sai mà sửa thì không việc thiện gì bằng. Đúng vậy. Chị ơi, chị cũng thử đi. Chị quên mất một chuyện. Chị ấy sao vậy? Không lẽ chị phạm phải lỗi lầm rất nghiêm trọng? Chúng ta đi xem thử đi. Được. Chị ấy đang tìm gì vậy? Anh không biết. Dùng gương sửa sai xem thử. Là một chú sóc con. Phải nhanh chóng cho nó ăn gì mới được. Không được, hôm nay phải đi thi, mình không thể tới trễ được. Hả? Quá ra là vậy. Sóc con ơi, chị mang đồ ăn đến đi. Em mau ra đây đi. Chị ơi, tụi em giúp chị tìm nha. Các em đều biết rồi sao? Gương sửa sai đã nói cho tụi anh biết rồi. Em không nên vì thi cử mà không quan tâm đến sự sống chết của sóc con. Đừng buồn nữa chị, tụi em giúp chị nhất định có thể tìm thấy sóc con. Cảm ơn mọi người. Chúng ta hãy chia nhau tìm đi. Sóc con ơi, em đi đâu rồi? Mau ra đây đi. Sóc con ơi. Sóc con, là dấu chân của sóc con. Sóc con ơi, thật tốt quá, chị tìm thấy em rồi. Chị lấy đồ ăn cho em ngay đây.
sóc con bệnh rồi. Mình phải nhanh chóng đi tìm Tiểu Súng Ca chữa trị. Tìm thấy sóc con chưa? Không có. Không biết chị có tìm thấy không nữa. Hả? Chị ơi, sao mà chị gấp gáp quá vậy? Chị gặp phải, nếu như để mấy đứa biết chuyện con nhện đỏ, chắc chắn sẽ cười nhạo mình. Chị tìm thấy sóc con rồi, sao đó ôm em ấy về đây. Thật tốt quá. Hả? Sao em ấy hôn mê không tỉnh vậy? Hình như em ấy bị bệnh rồi. Đừng lo, ta hãy về nhà tìm Tiểu Súng Ca trị bệnh cho em ấy đi. Xem ra có vẻ bị đói ngất đi. Chúng ta cho em ấy uống chút nước trước. Em đi rót nước. Đợi chị với Hiếu Hiếu. Chị đi lấy cái muỗng nhỏ để đút cho sóc con. Tiểu Sủng Ca, sóc con sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Yên tâm đi, sóc con chỉ là đói thôi, không có nguy hiểm gì đâu. Nước tới rồi đây. Chị lấy muỗng nhỏ tới rồi đây. Em ấy có thể cử động rồi. Để em lấy cháo đút cho sóc con ăn nha. Hy vọng sóc con ăn cháo xong có thể khỏe lại. Chị yên tâm đi, Tiểu Sủng Ca nói là sóc con chẳng qua bị đói thôi, sẽ không có nguy hiểm. Cháo tới đây. Để chị đút cho em ấy. Nào. Chuyện gì vậy? Em ấy làm sao vậy? Tiểu Sủng Ca, có phải em ấy bị bệnh không? Hả? Tiểu Sủng Ca, sao vậy? Vết thương này là do bị nhện đỏ cắn. Nhện đỏ? Đúng vậy, loài nhện đỏ này sinh trưởng ở miền Nam, ở chỗ chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu. Quá ra từ nơi khác tới. Sóc con sẽ không có chuyện gì chứ? Bị nhện đỏ cắn phải chữa trị càng nhanh càng tốt. Thời gian quá lâu thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Em ấy còn cứu được không? Vậy phải xem ý chí của sóc con thôi. Tiểu Sủng Ca nhất định có cách phải không? Đều tại em không tốt. Em nên sớm nói ra. Chị ơi, chị nhìn thấy nhện đỏ sao? Lúc đó chị bị dọa sợ nên ba chân bốn cẳng chạy, sau đó mới quay lại cứu sóc con. Chị sợ mọi người chê cười chị, lại không thấy sóc con bị thương, cho nên... Tiểu Sủng Ca, liệu còn cách nào cứu được sóc con không? Chỉ cần tìm thấy nhện đỏ, dùng tơ nhện của nó làm thuốc dẫn thì có thể cứu sóc con. Em đi lấy ngay đây. Còn em nữa. Chúng ta cùng nhau đi đi. Các em nhanh lên, sóc con không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chị nhớ chính là cái cây này. Tại sao lại không thấy nữa? Nhện đỏ đi đâu rồi? Ở kia. Trốn trước đã. Chúng ta đừng đợi nữa, qua đó lấy tơ nhện đi. Nhưng con nhện đỏ ở trên đó sẽ công kích chúng ta. Bạn nhện lớn như vậy, chúng ta lấy một ít rồi rời đi. Nhện đỏ sẽ không phát hiện ra đâu. Tay của mình. Bắt được rồi. Sợ chết đi được. Cảm ơn em Hiếu Hiếu. Mọi người lấy được tơ nhện chưa? Ở đây. Thật tốt quá, sóc con được cứu rồi.
Đúng rồi. Mọi người chăm sóc tốt cho sóc con nha. Anh đưa nhện đỏ về quê hương của em ấy. Sau này mỗi ngày em đều dùng gương sửa sai, ghi lại những lỗi lầm đã phạm trong ngày, sửa đổi lỗi lầm. Anh cũng vậy. Chúng ta cùng nhau làm. Có chị nữa. Các bạn nhỏ ơi, xem xong câu chuyện ngày hôm nay các bạn có thu hoạch gì không? Đúng rồi, khi chúng ta biết rõ những lỗi lầm mình phạm phải, tuyệt đối không được che đậy. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính mình, nhanh chóng sửa đổi lỗi lầm của bản thân mới là việc thiện lớn nhất. Các bạn đã nhớ chưa nào? Câu chuyện hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp lần sau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.